Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước, sự thật đúng trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Ăn ở phúc phần, trời thương Phật độ, số phận sang trang, tiền vàng ùn ùn đổ về, giàu sang viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh 1968 thân mến, tôi không biết cô bác đang ở đâu, cũng chẳng biết cô bác là ai, cũng không biết cô bác đang mong gì, muốn gì hay chờ gì. Tôi chỉ biết trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch đang rất gần, đang cận kề, tôi cần cô bác xốc lại tinh thần, xốc lại bản thân mà chuẩn bị cho một đoạn thử thách cùng cơ hội ở phía trước. Khi thời thế không thuận, thiên thời không nhiều, địa lợi không lắm, thì nhân là yếu tố duy nhất cô bác có thể trông cậy vào phát sáng, phát lửa mà trèo trống cuộc đời. Và tôi cũng không biết vì sao cô bác lại đến được đây. Nhưng thật hữu duyên khi ta được gặp nhau trong khoảnh khắc tâm linh đặc biệt này. Tiên tri biết trước tương lai không phải là mong cầu lớn nhất, nhưng lại là bản lề song hành cùng vận mệnh con người hưng thịnh hay suy tàn, từ đông phương huyền bí sang tây phương hiện đại, từ cổ chí kim cho đến thời bình hiện tại, các thầy tử vi, thầy phong thủy, thầy chiêm tinh, nhà thần số học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh con người. Và giới tiên tri tử bi gần đây nhất đã tiết lộ ra bí mật giúp số ít con giáp vượt qua đại hạn đón lấy bình an, trong đó nổi bật nhất là con giáp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, Mậu Thân tránh được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải bận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ. Người tuổi Mậu Thân muốn tiền bạc ập đến môi nhà tậu xe thì hãy tránh những điều đơn giản này, nhất là nếu biết tận dụng vận may từ những bí mật này mà đổi đời sang trang. Từ nay trở đi, tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt, hố sâu vực thẳm hay rừng vàng biển bạc đã hiển lộ, làm gì cũng thuận lợi một bước lên mây, tiền nhiều như nước. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành danh toại giàu sang phú quý giữa thời loạn, đó chính là may mắn mà con giáp này xứng đáng nhận được. Vậy bí mật đó là gì, điều phải tránh là gì, bản mệnh sẽ có vận trình trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết nhé. Quý bản mệnh tuổi Mậu Thân, thân mến, có bao giờ cô bác nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc cô bác than thân trách phận, hận mình oán đời, tiếc thời thế không thông buồn vì vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc cô bác thấy bất đắc chí, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý. Cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ cô bác nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Có một cách nói như thế này, rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta nhân thế. Để hướng về vị Phật này, không cần cúng dường, cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp chức nào. Có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường và quán cái trách nhiệm vào từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ vị Phật này ít người nhận ra, ít ai nhận thấy, nên người ta hay cầu Phật ở ngoài, chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong,
không sai. Khi cầu cúng bề trên nơi chùa to điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng về vị Phật trong chính con người mình. Đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi đi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn. Không hẳn là chấm tội ghi công hay gì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay lại để cho cái cõi hồng trần này vừa dập cuốn đi. Nhắc cho mẫu thân rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của cô bác khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mất cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si sân hận che mờ suy nghĩ làm đớn hèn bản thân, khiến cô bác đưa ra những lựa chọn nhầm đường lạc lối. Tuổi Mậu Thân sinh 1968 cầm tinh con khỉ, đứng thứ 9 trong số 12 con giáp. Tuổi Mậu Thân mệnh thổ, số tuổi này can chi tương thuận gặp may, là người hiền lành có trí học hành thông minh, năng động, tài nhanh hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc cẩn thận mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ. Họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện, khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê học hỏi những điều thú vị mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao, họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động, họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ, tính tình cởi mở lạc quan, dí dỏm, năng nổ nhưng hơi thiếu nghiêm túc, họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do tự tại. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa, nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm. Họ không sợ khó khăn gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn. Họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp. Quá chiều chuộng con cái, đây có thể coi là nhược điểm của họ. Luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân, thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến. Rất hiếu khách đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Về mặt chính trị và kinh tế, Mậu Thân có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật y khoa, khoa học, giỏi xã giao, giao tiếp tốt với bạn bè chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ, nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lấp lửng, với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán kiên trì tới cùng. Bởi vậy nên lỡ mất nhiều cơ may phát tài, tự tôn, tự ái cao. Tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn đầy đủ, mà được trăng hay chớ, thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh tài trí của họ thường thể hiện rõ nét. Trong quá trình học tập họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội. Vì thế họ luôn cần cù hiếu học, hiểu biết rộng trí nhớ tốt. Nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu, mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ chuyên tâm. Nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy khá hiếu thắng. Song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói giỏi đoán ý người, làm bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Theo tử vi trọn đời của tuổi Mậu Thân sinh 1968, họ là những người thông minh hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc.
Họ là một người chăm chỉ cẩn thận, vì thế sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh, tuổi Mậu Thân thường sẽ thành công muộn. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tính tình nhanh nhẹn, năng nổ, hào hoa đỉnh đạt, do quá chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ. Họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhờ vả người khác. Vì thế, có khi phải sống trong cảnh khó khăn, khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải. Thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được. Vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bền trí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mệnh Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân là người thông minh, thanh tú hào phóng, họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo, cũng không phải trang điểm cầu kỳ, cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ. Họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao. Họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt, nếu ai đắc tội với họ thì họ quyết không dung tha. Nhưng chỉ cần tôn trọng họ thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Nữ mệnh Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn, nhưng được thịnh vượng gặp được nhiều may mắn ở trung vận. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân thấy rằng thời điểm này có thể coi là quãng thời gian vô cùng may mắn của người tuổi Mậu Thân. Dường như mọi phương diện cuộc sống của chính chủ đều có những bước chuyển biến đáng kể, mọi khúc mắc cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Thân bước vào thời điểm trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch sẽ mang đậm tinh thần vững vàng, trí tuệ, thông thái, hành động quyết đoán, công danh tài lộc có điểm thu hoạch tốt. Thời điểm này, người tuổi Mậu Thân có một vận trình khá tốt. Thái dương tinh trợ mệnh mang tới nhiều điểm các lợi. Thái dương tinh mang tới tinh thần tích cực nhiệt thành, tự mình tạo ra hào quang cho chính mình. Đặc biệt, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, hành kim hành khiển người tuổi Mậu Thân càng có nhiều sự ủng hộ. Các cát tinh như thiên y, nguyệt giải đều sẽ là những ngôi sao đem tới điểm may mắn cho bản mệnh. Nhờ có tam hội soi chiếu, công việc của Mậu Thân tiến triển thuận lợi trong khoảng thời gian này. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn được mọi người ủng hộ, có quý nhân giúp đỡ, khiến nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết phù hợp. Thời điểm này rất thích hợp để bắt tay thực hiện những việc Mậu Thân đã lên kế hoạch từ lâu. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng. Người tuổi Mậu Thân có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên làm quen được với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý, hứa hẹn đem về một khoản tiền kha khá. Chuyện tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội gặp được một người nào đó phù hợp. Các tinh Thái Dương và Thiên Dương xuất hiện đem tới vận đào hoa, Mậu Thân trở nên nổi bật. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, hãy mở lòng và làm quen với mọi người, Mậu Thân sẽ nhanh chóng phải lòng một ai đó. Tuy nhiên, giữa tháng người này cần lưu ý đến câu trận thần sát. Đây vốn là một hung thần. Trong chủ đề xem ngày tốt xấu, nó mang ý nghĩa không các lợi, dễ có điểm thì phi tranh cãi, làm việc không đầu, không cuối, tổn hại đến bản mệnh. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân cho thấy thời điểm này hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp vào khoảng thời gian này. Công sức Mậu Thân bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua cuối cùng cũng được trả giá xứng đáng, tuổi Mậu Thân có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Nguyệt lệnh đế dượng cho thấy một vài người còn khẳng định được khả năng lãnh đạo dẫn dắt tập thể của mình.
bản mệnh sẽ nhận được sự kính trọng của đồng nghiệp và cấp dưới. Có người sẽ được cất nhắc lên một vị trí cao hơn để thi triển tài năng. Tam hội nâng đỡ vận trình cho bản mệnh, giúp mậu thân làm việc gì cũng thuận lợi hơn dự kiến. Mọi quan điểm và ý kiến mậu thân đưa ra đều nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Điều đó giúp mậu thân thêm tự tin và khẳng định giá trị của mình trong tập thể. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những công việc mà mậu thân đã lên kế hoạch từ lâu. Đừng tiếp tục trần trừ do dự. Vì thời điểm này dự báo có quý nhân xuất hiện, mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Thậm chí bạn còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn được Thái Dương các tinh che chở, vận trình công việc gặp thuận lợi. Thái Dương đem tới cho bạn vẻ ngoài uy nghiêm và điềm đạm, khí phách. Tuổi Mậu Thân dẫn dắt mọi người rất oai phong lẫm liệt và có uy ở trong cốt tủy của mình. Phàm làm việc gì cũng dễ dàng nổi bật và giỏi giang. Các khí từ Thái Dương truyền cho người tuổi Mậu Thân tinh thần tranh đấu không biết mệt mỏi. Đồng thời tinh thần chủ nghĩa cũng khiến họ trở nên bao đồng hơn, hay giúp đỡ kẻ yếu hơn. Các tinh sẽ đem tới cho người tuổi Mậu Thân nhiều mối nhân duyên tốt, từ đó giúp đỡ vận trình sự nghiệp phát triển. Nhưng đôi khi vì quá nhiệt thành mà bản thân dễ chịu áp lực về tinh thần, tuổi Mậu Thân cần phân rõ ranh giới giữa việc giúp đỡ và việc để cho mọi người được tự chủ trong công việc của họ. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân cho thấy những thành tích đáng mừng trong sự nghiệp cũng như làm ăn kinh doanh, sẽ giúp người tuổi Mậu Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Mậu Thân có thể thoải mái chi tiêu mà không lo rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình nên sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng không nhỏ. Thậm chí Mậu Thân còn có thể hy vọng vào các quyết định thăng chức, tăng lương mà lãnh đạo dành cho mình. Người làm ăn kinh doanh có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên thường gặp được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nhờ đôi bên hợp tác ăn ý và công việc đạt kết quả tốt hơn dự kiến, đem về khoản lợi nhuận rủng rỉnh. Một số người khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất quá nhiều công sức, tiền bạc thuyên chuyển mà khách hàng vẫn dồn dập đổ về. Có thể Mậu Thân sẽ phải vất vả hơn người khác, nhưng bạn sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư sản xuất thì Mậu Thân có thể suy nghĩ tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên, Mậu Thân vẫn sẽ phải vất vả hoặc vướng phải một vài khúc mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp Mậu Thân hóa giải nhiều nguy cơ. Về vấn đề tiền bạc, người tuổi Mậu Thân có số vận khá tốt, bản mệnh có thể dễ dàng hợp tác làm ăn được với nhiều người. Kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn, tiền tài của người Mậu Thân không thiếu, đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ. Ngoài ra, cũng được Thái Dương che chở, tuổi Mậu Thân hành động tích cực và quyết đoán, tự mình giành lấy tiền tài về cho mình. Với người tuổi Mậu Thân làm chủ được đồng tiền của mình bao giờ cũng an toàn hơn, là người có tài hướng dẫn, lại có tinh thần nhiệt tình, kiên định, nên mọi khó khăn kiếm tiền sẽ bị đạp băng trong hôm nay. Tuy nhiên, tính cách hơi cố chấp, chỉ muốn mọi thứ theo ý mình, nên nếu muốn vận tài lộc phát đạt, Mậu Thân cần học cách lắng nghe người khác nhiều hơn. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân không có gì đáng lo trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh luôn duy trì được tâm lý lạc quan và tích cực, nên nhiều bệnh tật vặt vãnh cũng được đẩy lùi. Hơn nữa, Mậu Thân cũng đã có ý định tập thể dục thể thao hơn khoảng thời gian trước đó. Với những người mắc bệnh thì tình trạng bệnh tật cũng có dấu hiệu giảm đi nhiều, chủ yếu là nhờ bạn suy nghĩ lạc quan và tìm được đúng thầy đúng thuốc. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Mậu Thân sinh 1968, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Nhiều các tinh chủ đào hoa xuất hiện trong thời điểm này, báo hiệu một tháng tình duyên rực rỡ với người tuổi Mậu Thân. Đặc biệt là với người độc thân, cơ hội gặp được người như ý sẽ rất cao. Nếu Mậu Thân chủ động đấy, một vài người có thể bất ngờ gặp được người như ý trong các buổi tụ tập bạn bè, giao lưu với đối tác hoặc ở một nơi công cộng nào đó. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng hai người bị thu hút ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Những thành tích nổi bật trong công việc cũng giúp Mậu Thân nhận được sự chú ý của không ít người khác giới. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải quá vội vàng đến với một ai, hãy dành thời gian để trò chuyện và hiểu hơn về mọi người đã. Tuy nhiên, với người đã có đôi có cặp hoặc đã có gia đình,
thì đào hoa quá dượng lại không phải yếu tố tốt lành. Con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, chớ để mình vào cảnh tình ngay lý gian hoặc vướng vào những mối quan hệ tai tiếng. Trong gia đình, tuổi Mậu Thân cũng hãy quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Nếu có thời gian rảnh hãy hâm nóng tình cảm cùng với đối phương, giúp quan hệ đôi bên thêm gắn kết, bầu không khí gia đình thêm vui vẻ và hạnh phúc. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân cho thấy vận trình công việc trong những ngày này khá suôn sẻ, đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tức tưởng cho những ai có ý định xin đi làm thêm, tìm ngành nghề phù hợp hơn. Rụt rè trong giao tiếp là điểm yếu chí mạng của Mậu Thân, bản mệnh nên thay đổi nếu như muốn gặt hái thành công nhanh hơn, lớn hơn. Tài vận trong thời điểm này khá sáng, người làm chủ doanh nghiệp kinh doanh tự do được thiên hỷ mang tin vui, tiền tài vốn liếng nhiều, tiềm lực kinh tế mạnh mẽ. Mậu Thân có thể chủ động đề nghị hợp tác làm ăn với người tuổi Thìn hoặc tuổi Hợi để hai bên cùng thu lợi nhuận lớn. Chuyện tình cảm trong những ngày này bản mệnh được thiên hỷ và thiên dượng các tinh che chở. Chuyện tình cảm lứa đôi của người tuổi Mậu Thân có nhiều cơ hội thăng hoa. Hai người trải nghiệm nhiều cung bậc lãng mạn. Dù một trong hai người phải đi công tác xa, cơ hội gặp gỡ tuy ít nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên. Thậm chí đây còn là dịp để cả hai củng cố lại tình cảm, tìm kiếm mưu cảm hứng lãng mạn đã dần phai nhạt trong suốt thời gian qua. Cả hai cảm giác tuy xa mà gần, tình cảm lúc nào cũng nồng nàn. Người độc thân có vận đào hoa sinh động, người lui kể tới tấp nập, dễ dàng tìm được nửa kia ưng ý. Một khi Mậu Thân đã gạt bỏ quá khứ đau buồn sang một bên, trái tim rất rộn ràng, những cảm xúc thương yêu. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn trắng, tím. Con số may mắn 92, 41, 58, 20 và 74. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Vận trình tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của người tuổi Mậu Thân chuyển biến tích cực trong công việc, vận quý nhân dưỡng phát. Làm gì Mậu Thân cũng được trợ giúp từ nhiều phía, công việc cứ thế trôi chảy, thu về lợi nhuận cho chính mình và cả tập thể. Trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch này, người tuổi Mậu Thân suy nghĩ lý trí và quyết đoán hơn nhiều. Thêm nữa Mậu Thân đã quen với việc lập kế hoạch cho mọi việc. Khối lượng công việc dẫu có nhiều nhưng không bị chồng chéo, vẫn được bạn giải quyết triệt để. Đây là thời điểm khá bận rộn nhưng cũng thu được không ít thành quả. Đối với chủ doanh nghiệp, người kinh doanh buôn bán hay người làm nghề tự do, chủ động kết thân làm ăn với người tuổi Tỵ hoặc tuổi Mùi, Mậu Thân sẽ bội thu trong những ngày cuối tháng này. Trong thời điểm cuối tháng này, người tuổi Mậu Thân không còn tình trạng mơ hồ, suy nghĩ về những điều quá xa vời. Trái lại, Mậu Thân nghĩ và hành động thực tế hơn, nói đúng trọng tâm, làm đúng việc cần thiết. Chuyện tình cảm, người độc thân được thiên dượng và thiên hỷ mang nhân duyên tốt đẹp tới. Hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh và chủ động mở rộng quan hệ xã giao, Mậu Thân sẽ dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý hơn. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn đen, đỏ. Con số may mắn 59, 63, 88 và 20. Bí quyết cải mệnh của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Có bao giờ quý cô bác tuổi Mậu Thân tự hỏi tại sao rất nhiều người giàu có trong khi những người khác lại phải đấu tranh để tồn tại, hoặc sống cho qua ngày với một mức lương bèo bọt trong khi họ có cùng một nền tảng tâm trí, cùng một gia đình, với sự giáo dục và cơ hội phát triển giống nhau? Chắc chắn họ sẽ nhận được các kết quả khác nhau, một người rất thành công và một người sẽ thất bại. Tại sao điều trái ngược đó lại xảy ra? Một chuyên gia tài chính chia sẻ rằng, việc xem xét các kết quả khác nhau mà những người trong gia đình tôi có được để dạy cho tôi, nhờ bài học cuộc sống quý giá về việc xây dựng sự giàu có. Ông bà tôi là những công nhân nhập cư chăm chỉ, gương mẫu. Họ luôn công khai và tất cả các vấn đề về tiền bạc với bốn người con của mình. Do đó, bốn người đều nhận được những nguồn thông tin giống nhau. Ba trong số họ thậm chí còn có cùng nghề nghiệp. Tuy nhiên,
những khoản tiền mà họ kiếm được lại rất khác nhau. Do vậy, tôi muốn chia sẻ trong bài viết dưới đây những quan sát và kinh nghiệm từng trải của mình với các bạn độc giả, để mọi người có thể tìm hiểu những hoạt động bổ ích khi muốn tạo ra tự do về mặt tài chính. Dưới đây là hai bí quyết bản mệnh cần phải nắm vững để trở nên giàu có. Bí mật thứ nhất, học cách biết ơn ông bà. Tôi luôn luôn trân trọng và đánh giá cao những cơ hội có sẵn trên quê hương mới của họ. Ngược lại, bố mẹ tôi thường hay phàn nàn về tiền dù họ kiếm được rất nhiều. Sự thiếu hài lòng khiến bản thân họ cảm thấy không bao giờ là đủ và chi tiêu vượt mức cho phép, dẫn đến cảnh nợ nần suốt cuộc đời. Họ luôn chiến đấu vì tiền và đổ lỗi cho nhau về kết cục của mình. Những cuộc cãi giả liên tục xảy ra trong gia đình khiến tôi căng thẳng và không thể chịu đựng được. Khi bạn thể hiện sự biết ơn và hài lòng với những thứ mình có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bản thân muốn. Vì vậy, bạn cần phải rèn luyện lối sống biết ơn kể từ ngày hôm nay. Một cách dễ dàng để thể hiện lòng biết ơn đó là liệt kê những thứ mà bạn đánh giá cao trong cuộc sống của mình. Nó có thể là sức khỏe, gia đình, bạn bè hoặc một doanh nghiệp mà bạn sở hữu DA trên đã phát triển mạnh. Bạn phải giành quyền kiểm soát tiền của mình, nếu không nó sẽ quay lại điều khiển bạn. Bí mật thứ hai, hãy bắt đầu tiết kiệm. Ông bà tôi sở hữu rất nhiều tiền vì họ biết cách quản lý tiết kiệm và là những người chi tiêu thông minh. Ngược lại, hai người con của họ đang phải sống cuộc đời không một xu dính túi. Một người mất tất cả và đang sống trong nhà ở của chính phủ dành cho người già. Một người đã phải thu hẹp các khoản chi tiêu và hầu như không có bất kỳ tài sản nào. Một người con khác đã học theo thói quen tiền bạc của ông bà tôi và bây giờ đang hưởng thụ quãng thời gian nghỉ hưu vô cùng thoải mái. Vậy lựa chọn tiết kiệm như thế nào? Bạn nên thực hiện điều quan trọng nhất, đó là bạn phải nắm rõ tài chính của mình, sử dụng một ứng dụng trực tuyến hoặc bản tính để tính các khoản như thu nhập mang về nhà và bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, cổ tức, tiền lãi. Việc tiếp theo nên làm đó là hoạch định việc chi tiêu của bạn, cách chúng thành hai loại thiết yếu và tùy ý. Đồng thời phải bao gồm cả tiền tiết kiệm trong ngân sách của bạn. Nếu bạn muốn tăng tiền tiết kiệm, hãy tìm cách giảm chi phí mua sắm những khoản không cần thiết. Như bạn có thể thấy, việc đạt được mức độ giàu có và tự do tài chính không khó như bạn nghĩ. Nếu bạn thực hiện tốt hai bí mật đơn giản này, con đường trải đầy hoa hồng đang chờ đón bạn.